Chào các bạn nha, Hacker Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến cái thế giới trái cây nha. Đúng rồi, Blackfoot đó các bạn ơi. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục học một cái loại võ công mới mà nó là siêu siêu võ công luôn. Đó chính là Super Human. Oh shit. Và nếu như các bạn có theo dõi cái quá khứ của mình thì cũng biết rằng mình đã học được loại võ công người cá nè, móng vuốt điện và hắc cước của Sanji. Và mình thiếu một loại võ công, đó chính là Hỏa Long Quyền của Sabo. Mình phải thông thạo được bốn loại võ công này thì mình mới được phép học bí kíp của Super Human các bạn ơi. Siêu siêu võ công luôn. Và nếu như bạn là fan cứng thì không phải nhắc luôn, bấm cho mình một like để cho mình tiếp tục ra những cái ngày tiếp theo của thế giới trái cây nha. Và mình hy vọng các bạn sẽ dập tắt cái cơn ác mộng của mình đi, tại vì fan nhà chùa lúc nào cũng cho mình thấy cái này, và cái này rất là đáng sợ, mình không muốn nhìn thấy nó. Vì vậy nếu như bạn muốn giúp mình có một giấc ngủ ngon thì hãy bấm đăng ký kênh nha, bấm vào cái chuông kế bên nữa thì bạn sẽ nhận được thông báo khi mình ra video mới mỗi ngày lúc 6 giờ chiều. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với ngày thứ 13 trong cái thế giới trái cây nha các bạn ơi. Và trong ngày hôm nay mình lại tiếp tục học một cái loại võ công mới mà nó có tên là Super Human, siêu võ thật luôn. Thì mình cần phải thành thạo được bốn loại võ công khác nhau. Trong quá khứ mình cũng đã luyện được võ người cá rồi nè, võ điện với cả là cái chân lượng của Sanji rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình còn thiếu một cái loại võ công của thằng nào ta, hình như là của thằng Sabo hay gì á, Long Chảo Thủ hả, đúng không hả? Đúng rồi. Ôi, đúng rồi, ok. Giờ mình đi tìm thằng Sabo để mình đi mua bí kíp của nó nha. Thằng Sabo ở đâu vậy em? Bên đây. À, thằng Sabo lần này đúng không? Ủa sao thằng này nó tên Sabi ta? Kỳ vậy? Này chắc là hàng phách của thằng Sabo các bạn ơi. Rồi ok, kệ đi, quan trọng là nó có bán bí kíp cho mình mua là được. Xin chào nè, nói chuyện nè. Đâu xem nào. Tôi sẵn lòng dạy bạn kỹ thuật chiến đấu hơi thở của rồng. À, hơi thở của rồng chứ không phải là Long Chảo Thủ gì tào lao rồi. Sao nó lại bán cho mình bằng điểm ép ta? Này chắc kỳ nè. Ok, hên là mình vừa đủ được. Mình đã có võ thuật hơi thở của rồng rồi. Bây giờ mình cần phải luyện cái võ thuật này lên 300 mastery thì lúc đấy mình mới có thể học được Super Human các bạn ơi. Rồi ok mấy đứa ơi, đi ra bãi farm nè. Let's go. Dưới đây nè. À dưới này luôn đúng không? Rồi bây giờ mình chưa có chiêu nào để mà xài hết các bạn ha. Kia cầu dầu hôm qua mình ăn Phật tổ mình lấy nè các bạn. Go. Rồi, lên được 72 rồi. Ok, let's go tiếp tục nào. Anh có thể biến Phật tổ nhờ. Quên mất đây, biến Phật tổ mình cầm hơi thở của rồng này mình farm cho nó dễ các bạn ơi. Đấy. Ôi, lên 96 nè, thêm con nữa. Trời, biến Phật tổ nó to quá. Một đấm, hai đấm, ok, 100 mastery rồi đâu. Để xem nào, long kích đúng không? Phật tổ to các bạn ơi, hơi khó nhìn nha, để tôi biến nhỏ rồi tôi xem. Đây đây con này nha. Oh shit. Cái này là ôi, cái này nó giống nắm đấm mà ra lửa. Ôi khá là xịn nha. Rồi, yes nè. Đây. Long kích nè. Wow. Nó chủ một phát hai cái luôn các bạn ơi. Chuyện này xịn đó. Ok, tiếp tục farm thôi. Để tôi xem hỏa long nó như thế nào nha. Ui, đúng là võ thuật của Sabo có khác các bạn ơi. Đúng rồi. Thôi, tiếp farm thôi. Biến to dùng chưa khó trúng quá. Thôi, biến nhỏ đi anh. Rồi, 199 nè, nấu một con nữa nè. Vô 200. Rồi, cái chiêu hỏa long rồi nè, đâu xem nào. Oh shit, rồi, hỏa long là nó chữ ra một con rồng lửa luôn hả? Wow, rồi hát có chữ long, tóc là rồng đúng rồi. Hỏa long là chữ ra con rồng lửa nha. Xịt nha. Giờ cố farm lên, chiêu long trắng đi rồi. Yo, 1928 là mình có nhiệm vụ mới rồi mà đúng không? Như là 25 đá cổ rồi á. Mình qua nhiệm vụ mới đi, ngự lâm tặc này nó ở đâu vậy? Đây đây luôn này anh. Trời, nó sát bên nó cũng gần. Rồi, dính dính nè, hai con nữa. Ô, có chưa lông trắng rồi nha, từ từ đi nhận vụ cái. Đâu lông trắng nè, đâu xem nào. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. À, nó gồng năng lượng xong nó dậu xuống đất rồi nó nổ nha. Nhưng mà cái mục tiêu của mình hôm nay là mình đi lấy Super Human mà mình đạt được 300 mastery là mình có thể đi sở hữu được Super Human rồi mà đúng không nghĩa? Dạ đúng rồi anh. Để farm nốt cái bãi này đây để anh dùng chưa lông trắng này. Ôi, hay nha. Wow. Thêm 4 con nữa mình sẽ đi qua mua bí kíp của Super Human nha. Ok anh. Rồi, lông trắng nha, lông trắng nha. Oh, shit.
biết. Uầy, sướng nha. Đấy, rồi thôi, mình sướng vậy thôi đủ rồi. Bây giờ mình phải đi mua cúp bí kíp để mà lấy Superhuman nè. Let's go. Let's go. Superhuman ở đâu? Đây đây, cái ông này này. Đây đây, ông này. À, ông này đúng không? Rồi, ok. Đúng cái rồi. Gì đây? Bật thầy võ thuật luôn hả? Ngầu hay sao? Ok, nói chi nè, bạn có muốn học kỹ thuật chiến đấu Superhuman với 3 triệu ly không? 3 triệu nhưng mà tiền mình đâu có thiếu đâu các bạn. Rồi, ok, học luôn các bạn ơi. Đấy, muốn học được cái loại võ công này chúng ta phải có 4 loại võ công khác nhau. Thì trong tương lai á, cái loại võ công của Sabo Long Chảo cái gì Long Chảo gì Hỏa Long Quyền cái gì đó các kiểu thì trong tương lai mình sẽ cố gắng luyện nó lên V2 luôn các bạn ơi, để mà mình sở hữu được God Human. Đâu xem nào, 330 Master Key thì mình mới có thể sở hữu tất cả chiêu của nó. Rồi ok, bây giờ mình lại tiếp tục quay lại chỗ farm để mà mình mở từng chiêu của nó để xem thử là Super Human nó có cái gì hay nha. Đi thôi. Đi thôi. Rồi nha. Sao giống cái đánh bình thường quá vậy? Không. Nhưng mà đánh nhanh hơn hả? Ủa đấm nhanh hơn hả? Đúng rồi, anh hay đấm nhanh hơn. Đúng rồi, đúng rồi, đấm nhanh hơn thật này. Oh shit. Rồi 83 Master Key nè, sắp có chiêu Z rồi nha. Để xem là nhị thập cú quyền nó như thế nào. Rồi 103 nè. 108 nè. Làm sao rồi? Đây đây con này nữa anh ạ. À. Đâu để xem nào nhị thập cú quyền như nào. Ủa cái gì đây? Cái này sao giống cái lao tới quá vậy? Đúng rồi, anh lao tới. Ủa, lao tới. Ủa, quá không gì anh nghĩ ra. Ây da. Đây đây đây, từ từ. Từ hả? Rồi lại nha, lại nha. Hay là mình dùng lỗi rồi, từ để dùng lại coi. Anh hay suy nghĩ anh nó phải ngầu không chứ. Chẳng lẽ nó bảo là chỉ có vậy sao? À, đây rồi, đúng rồi. Let's go. Tức là mình sẽ lao tới rồi mình cho nó một cái liên hoàn cước vô người đúng không? Dạ đúng rồi anh, liên hoàn đấm à. Liên hoàn đấm với cước là chân rồi, nhầm lộn lộn. Rồi ok, ôi chiêu này ngầu á, nhị thập cú quyền đúng không? Nghe ngầu ấy. Do là mấy con này còn ít máu quá cho nên mình lao người vô là nó banh sát luôn rồi, chưa kịp đấm nữa nó chết luôn. Ra là vậy rồi. Rồi, hiểu. Giờ cố gắng lên cú tác tấm gì, cú tác sấm sét hả? Sao lại là tác nhờ? Ây da, ok, để xem nó như nào nha. Thôi thôi. Dạ, cái chiêu này không có đúng là để farm đâu. Em đấm mày là trời ơi, nó đúng là không dùng tới farm mà. Cái chi chết này nó chỉ đơn lẻ một mục tiêu á. Đúng rồi anh, đơn lẻ mục tiêu. Ô, 18 rồi, thêm 2 con nữa thôi. Ở 20 luôn rồi nè. Ô, shit, là chúng ta có chiêu cú tác sấm sét rồi. Đâu, để xem nào. Đây nè. Cái gì đây? Nhảy ra đúng không? Đúng rồi anh. Oh shit, đây rồi, chiêu này mới dùng để farm nè. Trời ơi, chứ mà chiêu Z mà farm cái gì? Chiêu Z là chỉ là đơn lẻ một mục tiêu thôi, sao không được đâu. Ui, ui sao của em gọng đây. Ừ đúng rồi, bệnh xác. Rồi, vô. Đổ nè. Chị ra đánh cũng đau lắm nha. Đúng rồi. Let's go. Giờ mình đi đánh main boss khác luôn rồi. Đi gặp anh Stone đi. Anh đánh chị không nổi. Chị không nổi. Rồi vô được rồi đó em. Chết liễu luôn. Rồi tiếp nào qua gặp chị Bo Hanh Cúc xem nào. Ê, từ từ nha, anh được cái gì thì phải. Hình như anh được một cái mũ phi công. Oh shit. Ô cái mũ đó hơi bị ngon á. Oh shit, cái mũ này hơi bị xịn nha. Cái mũ này là tăng tốc độ di chuyển ấy. Oh shit. Nè đang đi nha, giờ đổi mũ kia nè. Oh shit, đó nó đi nhanh hơn bình thường nè. Wow. Rồi nha, có thể là anh sẽ đổi cái mũ này một thời gian á. Được rồi, đi thôi. Trời ơi, sao chị cứ chui vô trong nhà hoài vậy? Ok, nửa cây à. Ôi, sao anh này cũng có chiêu giống mình vậy? Chiêu gì vậy? Chiêu là cũng đặt đó. Chiêu này cũng khá là giống chiêu của mình ha. Nè. Đúng rồi anh. Còn của mình có một vòng thôi, mà của chị ấy là tới tặng 3-4 vòng là xịn hơn của mình. Đúng rồi. À, chị này sử dụng võ thuật người cá đúng không? Dạ. Vẫn chưa chết luôn. Chị thập cú quyền nữa là đi nè, bánh sát nè. Đấy, let's go. Rồi 29 nè, thêm 2 con nữa thôi. Rồi thêm con nữa. Go, 330 rồi. Đâu để xem nào, pháo thần công hả? Đây. Cái gì đây? Cái gì đây? Hải à.
Shit. Được nha. Rồi giờ mình đã có full bộ kỹ năng của Superhuman này, bây giờ mình phải đi chờ hỏi mấy anh boss thôi nè. Tao đang trùng hậu quá anh ơi. Mấy hai tặc kìa. Ai à, qua quýnh hai tặc luôn, đi luôn. Đánh mấy anh này là được trái quỷ đúng không? Đúng rồi anh. Đâu. Ăn này đúng không? Rồi ok, để anh chơi nó cho. Ok anh chơi nó đi anh. Trời boss này yếu mà, bình thường. À pháo thành công cái banh sát luôn nè. Rồi không đúng rồi. Oh shit trời ơi. Rồi không kêu không sao. Đấy, được cái gì đây? Oh shit, được jackpot nè. Ôi anh có luôn nè, thôi cho nè, ai lấy đi. Bây giờ mình qua gặp anh Stone thôi. Phải thăm anh Stone liên tục vào thì mình mới được mũ phi công quả của mình đạt được nè. Cảm ơn anh ấy tiếng coi. Rồi chết nè. Tít nè. Rồi pháo thành công nè. Ok vô. Bu đó là chi Z chứ C anh. À cho bu là Z trước rồi C đúng không? Đúng rồi anh. Mọi cái bạn tư. Rồi ok, rồi qua cái chào hỏi chị Bo Hinh Cúc nè. Ôi anh rớt ra thêm mũ phi công. Lại rớt ra thêm nữa hả? Còn đánh chị Bo Hinh Cúc là chị cho cây cung đúng không? Đúng rồi anh. Ui 7000 đam kìa. Ui, cũng anh em Super Human nè, đỉnh xếp nhầm. Em giờ rồi. Ôi chị sao nổi. Đúng rồi, chị sao nổi, em lắc luôn. Oh shit, rồi. Ôi qua chào chị Kilo cái coi. Đúng rồi, đi qua chào chị. Chị Kilo chết rồi anh ơi. Ok, có chị Cam Giác anh ơi. Trời, chị Kilo đi đâu mà không ở nhà chào hỏi được rồi. Thì phải qua chào hỏi chị Cam Giác thôi. Bốn đứa cùng chiêu Z vô xem thử như nào nhá. Ok anh. Chuẩn bị chưa, chuẩn bị chưa? Một này. Rồi, hai, ba, vô. Rồi, vô hội đồng chị ấy thôi. Trời, thương chị ấy quá luôn. Đúng rồi. Vậy chị sao nói đấy, đấy. Rồi banh xác. Tiếp anh follow anh ơi. Ok đi, qua anh follow nha. Đâu à, follow cho mày đâu. Ok rồi. Ngày hôm qua là mình đi vô bằng cách là bung đúng không? Bây giờ là mình cấp 1950 là bây giờ nó cho mình vô rồi. Rồi ok, đi đường thẳng thôi, đường chính luôn. Vô. Rồi chuẩn bị chưa? 1 2 3 vô. Ôi đâu rồi. Đây. Thôi, hội đồng thôi, ép vô tường nè, đánh. Chơi cái trò gì? Đó là chơi trò hê. Rồi, anh ấy lộ diện ở mạng thứ hai đúng không? Đúng rồi. Tập mới đầu rồi. Anh lắc luôn rồi, oh shit. Em cũng bị lắc luôn rồi anh, em cũng bị lắc. Rồi. Nè, máy sắp chết rồi nè. Cha rồi luôn. Rồi luôn rồi, tại bánh sát rồi em. Kìa cũng sắp bánh sát rồi. Không sao, có anh ở đây rồi. Rồi, nó sẽ không đụng vào em đâu. Rồi, để anh cái liễu luôn nha. Đâu rồi. Đây, let's go. Rồi, Superhuman của mình cũng lên được 347 rồi. Pick up rồi, ok, mình đi lấy cướp, mình đi gặp anh Griffin ra mình chơi anh ấy luôn nè. Vô. Đi. Chịu hồi anh Griffin ra chơi anh ấy nè. Vô. Phải cố gắng đánh anh này để mình lấy cây mini Yogu xem là nó như thế nào nha. Rồi, vô. Đâu rồi, anh ấy rồi. Đây. Rồi, sẵn sát quỷ đi chứ ơi, gió lẹ nè. Anh này trâu lắm. Đây mới nhận một thôi, đã trâu cái gì rồi. Dàn 2 gì vậy mấy đứa? Chưa nữa hả? Rồi đây rồi, dàn 2 vô, dàn 2 vô. Dạo anh ơi, dàn 2 rồi. Dàn 2 rồi, ok, rồi. Tiếp tục thôi. Xuống nhờ. Ui đây là có khi là trận đánh Nguyễn Tinh Ga đầu tiên mình thấy rõ nhất luôn á. Bây giờ mình thấy vô được nè. Cứ lấy tay cái đấm thôi. Ui chúc mừng mình đánh xuống nhờ. Rồi cục băng này giờ tôi không thấy đường nữa rồi. Ôi
sắp chết nè, sắp chết nè, bánh xác, let's go. Mình được mũ mà không được cái Yogu mini rồi. Ôi cái cây này khó ra quá. Biết là đúng cái cây mini Yogu nó trông như thế nào nhờ. Chắc là mình phải đánh thêm 100 lần con rồi nữa mới ra nổi cây đó quá. Đúng rồi. Hey, cuối cùng thì mình cũng đã luyện thành công được Super Human rồi các bạn ơi. Và hành trình để mà sở hữu God Human của mình nó không còn dài nữa. Và mình hy vọng các bạn sẽ theo dõi hết cái hành trình của mình nha. Giúp cho mình một like để cho mình có động lực ra tiếp những ngày tiếp theo trong thế giới trái cây. Đừng quên là bấm đăng ký kênh nếu bạn là người mới, bấm một cái chuông cái bên nữa thì bạn sẽ nhận được thông báo khi mình ra video mới mỗi ngày lúc 6 giờ chiều thôi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành nha. Bye bye.